Cao tốc Vân Đồn Móng Cái vừa được thông xe có chiều dài gần 80 km, được trang bị đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thông minh dọc tuyến với gần 4.600 cột đèn. Tuy nhiên, nhiều chỗ cáp điện bị mất cắp đã khiến cho nhiều đoạn đường không có điện chiếu sáng vào ban đêm. Hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Vân Đồn Móng Cái được đóng điện từ ngày 29 tháng 8, được Hội đồng nghiệm thu chấp thuận và đưa vào khai thác cùng các hạng mục khác của cao tốc. Theo phản ánh từ chủ đầu tư và nhà thầu, rất nhiều chân cột đã bị đảo rỗng, cáp trong cột bị rút mất, mạch điện và aptomat cũng bị lấy cắp. Dòng tuyến có hàng trăm vị trí bị cắt mất cáp ngầm hạ áp với tổng chiều dài gần 3.000m. Được biết, đây là hệ thống điện thông minh, liên hoàn, liền mạch, dọc tuyến, được thiết kế theo dạng nối tiếp, vì thế mất cắp thiết bị sẽ khiến toàn tuyến không có điện chiếu sáng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm. Do đó, chủ đầu tư đã trình báo cơ quan công an, đồng thời tiến hành khắc phục tình trạng này.